200 bao nhiêu, 228.
bóng chuyên thể toàn quốc năm 2020, trận chung kết tranh chức vô địch giữa đội thông tin Liên Việt Quốc Banh gặp VTB Bình Điền Long An được bắt đầu. Thông tin Đặng Thu Huyền phát bóng. Thank you.
2, 6, 4.
Lê Quốc Anh 12, 8. Bình Điền Long An xin tạm dừng hội ý. Lần thứ nhất, hiệp 1. Tạm dừng hội ý lần thứ hai, hiệp thứ nhất. Hai đội tiếp tục vào thi đấu. Yeah.
điểm Long An 10-18. Long An phát bóng ngoài, điểm không tin được bóng banh 19-11. Điểm của bộ tận tin từ việc phút bay 21-13. Chắn bóng ra ngoài, điểm của Long An 14-21. Giờ hội ý hai đội tiếp tục vào sân thi đấu.
16. Phát bóng không qua lưới. Điểm Kinh Đen Long An 17-23.
giờ có 3, 2, 7.
bây giờ có bao nhiêu? 10, 15. Điểm công ty nhân lực 15, 17.
hưởng công ty lên đường quốc bay 16-17. Thank you.
tuyển Long An 21-22. Thank you.
2 đều. Bóng điểm thông tin liên hiệp bóng bay 8
Nam. Tiếp tục gặp một chút pha bóng. Điểm thông tin liên lạc với bay 9-5. Đặng Thị Trúc tiếp tục phát bóng. Điểm thông tin liên tiếp bóng banh 10-5. Đặng Thị Trúc tiếp tục phát bóng. Điểm công ty liên lạc quân binh 11-6. Long An xin tạm dừng hội ý lần thứ nhất của xếp 3. Hết giờ hội ý, hai đội tiếp tục vào sân thi đấu set thứ 3.
Việt Quốc Banh 13-7. Điểm thông tin Liên Việt Quốc Banh 16-7. Long An xin tạm dừng hội ý lần thứ hai xếp 3. Hai đội tiếp tục vào sân thi đấu set thứ ba. Nguyễn Như Quỳnh tiếp tục phát bóng. Điểm Long An 8-16. Long An 10-17.
điểm về cho thông tin về đường bay 18, 10. Bích Phương phát bóng. Bình Điền Long An đánh bóng không qua lưới. Điểm thông tin Liên Việt Quốc Bay 19, 10. Bích Phương tiếp tục phát bóng. Điểm ở Long An 11, 19. Quả đập bóng uy lực không về. Điểm thông tin Liên Việt Quốc Banh 20-11. Giang Khánh Linh phát bóng. Điểm thông tin Liên Việt Quốc Banh 21-11. Giang Khánh Linh tiếp tục phát bóng. Điểm Long An 12-21. Điểm Long An 13-21. Long An phát bóng ra ngoài. Điểm thông tin Liên Việt Quốc Banh 22-13. Điểm Long An 14-22. Điểm thông tin Liên Việt Quốc Banh 23-14. Lỗi cướp bóng của thông tin Liên Việt Quốc Banh. Điểm của Long An 15-23.
điểm thông tin Liverpool Bank 24-15. Nguyễn Đức Quỳnh phát bóng. Điểm thông tin là 25-15. Kết thúc trận đấu, thông tin Liên Việt Vốt Banh giành chức vô địch giải trẻ toàn quốc năm 2020.